Chúa đã chọn lòng tôi trong một ngày kia đó, thì ngày thứ hai thì cảm ơn Chúa, Chúa đã ban cho chúng tôi cầu nguyện, cầu thay cho nhau. Vì tại sao ngày đầu chúng tôi cũng là mục sư, là những người nói về sự cứu rỗi, nói về vân vân, nhưng mà tại sao Chúa không nhận lời? Mục sư phải giảng gì đây? Mục sư phải nói gì đây? Nhưng mà quý vị ơi, tôi không dám nói với ai, chính tôi là một người mục sư giả hình. Tôi nói lên và tôi đã dọn tấm lòng của tôi trước mà Chúa rồi. Chúa nói con ơi, những lời Chúa con cầu thay không có điều này bởi vì con giả hình. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Đức Chúa Trời của chúng ta. Sau khi tôi dọn lòng thì Chúa bảo con hãy cầu thay cho mọi người, và bước đầu đâu tôi cầu nguyện cho nơi mà cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng ta là có ông bà Lục Sư Quang Minh. Có một cái tấm lòng giao hiến. Lúc đầu thì chúng tôi đi theo ý riêng là tôi nói là thôi chắc phải cầu nguyện trên chủ nhà một chút Tuấn Anh. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đều chắc Chúa theo được thì Chúa cảm động ông bà dân cái đó để chúng tôi thờ phượng và tiêm cho trọn trong 10 ngày. Và một lần nữa cảm ơn Chúa, tôi là một người, nhưng mà hồi sáng này thì ông bà đi, tôi nó hỏi một sư có đi không, tôi nói để tôi cầu nguyện với mời Chúa cho tôi khỏe để tôi sẽ đi. Và thấy tôi cầu nguyện thì trước khi đi rồi á, ông bà nói rằng bây giờ một sư, ông bà thì kêu tôi là chú Sê, nói là không gỡ thì tôi sẽ cho chú Sê biết xuống mặt mày. Đã cảm ơn Chúa Đức Chúa Trời của là cái điều đó, và số mật mã của bà không bao giờ ai biết. Nhưng mà tôi biết, tôi cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời đã dùng bà tin tôi, và tôi cũng tin ở nơi nên cô bị tới bước hai khi tôi cầu nguyện khỏe rồi á, thì bắt đầu tôi đi. Khi tôi đi á thì tôi chạy từ chỗ cô My đến đây hình như là một tiếng rưỡi. Hai gì đi xe máy thì cao lắm là nửa tiếng là tới rồi. Nhưng mà tôi đi xe buýt tiếng rưỡi. Xe gì? Và khi tôi tới đây thì cảm ơn Chúa, tôi cũng khát nước. Thì cảm ơn Chúa, quý hùng em nào đem lên được 5 chai nước và một ly. Và thấy tôi uống một ly và 2 chai. Cảm ơn Chúa điều đó. Ra để đi vào để trọng tâm. Bắt đầu ngày thứ hai chúng tôi cầu nguyện cho tất cả các đệ tử Chúa. Và trên Đức Chúa Trời bày tỏ những gì mà chúng tôi đã tiên trong này. Và chúng tôi đã cầu nguyện và cứ cầu nguyện như vậy. Đến nỗi khi mà mỗi buổi sáng thì Chúa cho đánh thức tôi vào 4 giờ, tôi làm vệ sinh cho cá nhân tôi. Và tôi thường là lên ở trên thượng của ở trên đó tôi cầu nguyện, tôi ngợi khen chính một mình, dầu tôi không biết âm nhạc nhưng mà sự ngợi khen của tôi cũng rất là không hay, nhưng mà tôi biết sự ngợi khen của tôi vì Chúa nói là sự âm nhạc sẽ đem đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Hallelujah. Quý vị, nếu mà quý vị nào chưa có kinh nghiệm về âm nhạc, ta hỏi các vị tử và lên đó, tôi thì có cái máy này, trên đó đâu có đợt. Tôi có cái máy không và tôi hoàn với cái những lời ngợi khen đó. Yeah. Và sau khi tôi ngợi khen rồi thì tôi tập trung hành. Amen. Thì Chúa bày tỏ cho tôi một cái là vậy, con biết giữa Lốt và Abraham không? Đã nói con biết, con từng giảng cái đó Chúa. Thì Chúa nói rằng Abraham và Lốt thì hai cậu cháu nó nhau. Khi mà sự tranh chấp đất đai á, thì Lốt lại có cặp mắt sắc thịt nhìn về những người tốt, và thế Lốt đã nhận. Và tháo cùng Abraham biết rằng Đức Chúa Trời biết, Abraham biết, thì nói là Abraham con hãy dương mắt đi đông tây nam bắc, cái nào có nhìn đó là thuộc về con.
cái gì Chúa ơi, bây giờ Chúa ơi, nhiều khi chúng ta cũng có cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam chúng ta phải không? Nhưng mà chúng ta chỉ có thể là cầu nguyện xin Chúa cứu dân tộc Việt Nam ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà không. Nhưng mà Chúa nhắc con, Abraham đã nhìn biết đất để rộng hay đông tây nam bắc, không phải là hướng đông không con ơi, con hãy cầu nguyện vô đông tây nam bắc, vì tất cả đông tây nam bắc trên đất nước Việt Nam của chúng ta đều có những con người Việt Nam. Amen. Thành nữ chúng ta có sự yêu thương Chúa của chúng ta rồi, chúng ta phải hành diện là Chúa đây làm cho chúng ta sạch sẽ thì chúng ta mới cầu thai. Mà khi cầu thai chúng ta đừng cầu thai cá nhân ai, mà chúng ta muốn cứu dân tộc Việt Nam chúng ta đừng cầu nguyện cho ở tại thành phố chúng ta không, mà chúng ta hãy hướng tay về. Nếu là thành phố ở hướng nào, hình như là hướng đông phải quý vị, hướng đông à, cái hướng này là hướng hướng nào, hướng này là hướng hướng tây, hướng này là hướng bắc. Và thế khi tôi bắt đầu tôi cầu nguyện, tôi không dơ thành phố không, mà tôi xây dòng tôi, mà đến lỗi tôi kiêng, mà nếu mà tôi xây một hai dòng thì có thể là tôi nằm, nhưng mà Chúa cho tôi cái lúc tôi xây 10 vòng. Cảm ơn Chúa. Và tôi cứ xây đều lại, và tôi nói trong danh Chúa Jesus Christ là giải cứu dân tộc Việt Nam, hỡi Satan mày ra khỏi những con người đất nước Việt Nam, là tôi xây đây. Và bây giờ tôi xây mới hai dòng tôi muốn xuống mà. Sau khi đó thì mà Chúa cầu thay, Chúa tỏ bài qua lời nói về cô bé. Cảm ơn Chúa. Là tôi kêu cô bé, là tôi thường lại là con của mục sư Hải. Khi mà mục sư Tuấn Anh cầu nguyện, chúng tôi cũng cầu nguyện, nhưng mà Chúa nói rằng với ông mục sư Tuấn Anh, hãy đổi tên cháu. Cháu là cháu Lê Thị Bé. Thì trong khi tôi cũng cầu nguyện thì cả hai Đức Chúa Trời bày tỏ trong này đổi tên bé, thì tôi cũng cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời bảo con hãy đặt tên cho cháu này là Luther. Cảm ơn Chúa. Khi mà cháu đã nhận Luther được cái tên Luther rồi đó, không còn bé. Quý vị biết tại sao cháu mang quỷ buông bé này bé mãi để cho người chăm sóc? Satan không mua cho bé lớn lên. Và cảm ơn Chúa, Chúa Trời đặt cháu bốn mấy tuổi rồi còn bé. Và khi đặt cháu tên Luther, cháu trước kia thì nghe nhạc thế mới là bé. Nhưng mà khi cháu cảm ơn Chúa đã được thay đổi, thì tôi nói với Đức Anh hãy thâu những cái nhạc Chúa thanh ca. Và thế cô nghe và cô ngợi khen Chúa, cô biết nói về Chúa. Amen. Đến hồi tất cả những gì cô ở gần đây không hề biết Chúa là ai. Nhưng mà rồi cô vừa nghe vừa hát rồi cô nói là như một điều này tôi nghe không biết không, bố của cô nghe thôi, bố kiêng thôi, con cũng kiêng nữa. Nhưng mà bé có biết gì đâu, chờ đúng tên có biết gì đâu còn kiêng. Nhưng mà để cô ăn uống tự do và tự chăm sóc ở nơi trường hải. Cảm ơn Chúa, sau khi mà Chúa đã làm điều đó rồi, chúng tôi thấy bắt đầu Chúa phải chúng tôi, và Chúa bắt đầu chúng tôi hết lòng từ trước, Chúa bày tỏ qua những lời tiên tri, bày tỏ qua những điều mà Chúa. Vì tại sao? Tại vì chúng ta là những người dân thuộc về, và chúng ta gọi Ngài là Cha, thì chúng ta phải tôn Cha. Đức Chúa Trời chúng ta không phải là Đức Chúa Trời khinh dễ. Nếu ai khinh dễ Ngài thì sao? Quý vị ơi, tôi làm chứng ngắn nhưng mà tôi đốt giai đoạn. Nếu mà có giờ chắc thì tôi sẽ hướng lực lại hết những điều mà Chúa đã tỏ bệnh. Chúa cho từng tôi, Chúa chỉ từng người cái tội lỗi như thế nào. Và cảm ơn Chúa, điều đó không phải đến từ nơi chúng tôi, mà đến từ nơi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa tôi đứng được bữa nay, tôi rất là cảm ơn Chúa. Giàu và tôi cái hậu thánh đang ngợi cho Chúa đứng, nhưng mà tôi ngồi và tôi cầu nguyện. Và khi âm nhạc nó lên tôi cầu nguyện, không phải cầu nguyện cho ai, thì Chúa bảo trong mé trái tôi đó, có một người sầu thảo, lo lắng, buồn thảm, có cái linh của sự chết. Mé trái là tôi có nói với ông Mục Sơn, nếu phải vậy thì người đó
mà người này cũng đã tìm một cái chết rồi, nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã giữ người đó lại qua một con người. Cảm ơn Chúa. Và nếu quá thật vậy thì hãy cậy ơn Chúa để gặp những người mà đang đi nhờ cái quyền năng của Thánh Linh cầu nguyện giải cứu, để linh từ chết của người đó sẽ ra khỏi mình. Nếu không bởi sự giải cứu thì linh của sự chết dẫn đeo mình cho đến khi mình sẽ bị nó không chết. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chính quý vị đã lắng tai nghe, và tôi cũng cảm ơn Chúa có hai chị em ở trước hết và từ sau. Con xin Đức Chúa Trời ban ơn cho hai chị để hai chị tiếp tục nói những sự cao trọng về Đức Chúa Trời.